Bạn có biết hầu hết nguồn nước sinh hoạt tại các đô thị đều từ nguồn nước mặt và nước sông đã được hệ thống nhà máy xử lý. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn có thể ô nhiễm trở lại khi đường ống dẫn nước xuống cấp hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn. Việc tích trữ nước trong các bồn chứa trong thời gian dài đã tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho một số vi khuẩn phát triển. Nguồn nước tái ô nhiễm không đảm bảo an toàn khi uống trực tiếp hoặc sử dụng sơ chế thực phẩm. Thiết bị lọc nước MBC5KCB, giải pháp mang đến nguồn nước sạch, giàu khoáng chất, được Maloka cùng tập đoàn Toray Nhật Bản phát triển với 4 cấp lọc. Lớp vải lưới không dệt lọc cặn bẩn, kích thước lớn. Lớp than hoạt tính loại bỏ tạp chất, hóa chất công nghiệp trong nước. Lớp trao đổi ion loại bỏ triệt để chì, hòa tan trong nước. Đặc biệt, lớp màng lọc sợi rỗng sẽ lọc sạch các tạp chất, vi khuẩn có kích thước nhỏ hơn 0,1 micromet. Giữ lại khoáng chất có lợi cho sức khỏe, trả lại nguồn nước sạch, giàu khoáng chất, có thể uống được ngay mà không cần đun sôi trở lại. Với kích thước nhỏ gọn chỉ 68mm, tiết kiệm không gian bếp dưới chậu rửa. Có công suất lọc mạnh mẽ lên đến 5.000 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho mọi gia đình. Thiết bị lọc nước Maloka, nước lọc chuẩn Nhật, sống khỏe an lành.